Thưa quý vị, trong những ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó, thì những gia đình có việc tang ít nhiều cũng vấp phải sự lúng túng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ địa phương, những lễ tang vẫn được tổ chức kịp thời, vừa đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch, vừa trọn vẹn nghĩa tình. Từ Trần vợ Hưởng Thọ 69 tuổi, tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Cụ ông Nông Hưng Đạo, quê quán tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đã để lại cho gia quyến vô vàn tiếc thương. Nhưng giữa lúc Đà Nẵng đang giãn cách xã hội, hậu sự của cụ chỉ được phép diễn ra thật tối giản. Đó là một đám tang với nhiều cái không. Không kéo dài quá 48 giờ, không cờ quạt, kèn trống, và cũng không có người đến viếng. Nhưng đám tang ấy không thiếu tình người. Việc tang lễ lâu nay được xem là nghĩa tử, là nghĩa tận. Chính vì vậy, bất kỳ ai cũng mong muốn tổ chức lễ tang thật chu toàn, trọn vẹn. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt như hiện nay, thì những lễ tang như thế này không chỉ gặp khó khăn về khâu tổ chức, mà còn là nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh. Nắm bắt được vấn đề này, thì chính quyền địa phương đã chủ động có những phương án hỗ trợ cho người dân và gia quyến trong giờ phút tiễn biệt người thân, đồng thời bảo đảm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Chia sẻ với sự mất mát giữa mùa dịch, phường Hòa Hiệp Bắc đã liên hệ và cử cán bộ giúp đỡ gia đình chuẩn bị hậu sự, đồng thời động viên mọi người cố gắng nén nỗi đau, thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, chung tay cùng thành phố đẩy lùi COVID-19. Gia đình cũng mất trong thời gian này là gia đình thực sự là rất chi là buồn. Nói chung không ai đến được, nhưng mà mình cũng phải hiểu, và tại vì cái bệnh dịch này mình không ai mong muốn hết. Nhưng mà nó đúng vào cái dịp này thực sự là buồn. Nhưng mà được cái là phường cũng hỗ trợ nhiệt tình về mặt người, phương tiện và những thủ tục giấy tờ. Nói chung cũng được sự quan tâm mọi mặt. Diễn ra theo đúng nghi lễ tang và các quy định phòng dịch, lực lượng dân quân phường với đầy đủ trang bị bảo hộ đã hỗ trợ gia đình đưa người mất về nơi an nghỉ cuối cùng. Với các cán bộ phường Hòa Hiệp Bắc, tuy việc hỗ trợ mai táng là một trong những nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn, nhưng cũng vừa là nghĩa cử để thể hiện trách nhiệm với nhân dân, đảm bảo trọn vẹn nghĩa tình trong đại dịch. Suy nghĩ của anh em thì lúc đầu thì cũng có, nhưng mà sau khi là triển khai quán triệt đối với lại lực lượng thì anh em xác định rõ là một nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành để cùng với lại chính quyền địa phương giúp nhân dân trong cái đợt dịch này. Sau khi có cái đề nghị của gia đình thì phường xác định thời gian cụ thể khi nào là di quan thì phường sẽ triển khai lực lượng tại chỗ ở phường, và đến cái thời điểm trước khi di quan 15 phút là lực lượng tập trung ở đó và thực hiện các cái nghi lễ đúng theo cái quy định, và sau đó là tiến hành là di quan đưa về nơi để an táng, đảm bảo theo cái phương án là công tác phòng dịch. Nhưng đặc biệt song song đó là nó cũng đảm bảo theo cái nghi thức truyền thống của địa phương về cái việc mai táng của người qua đời trên địa bàn phường. Thành phố giãn cách nhưng lòng người thì không giăng dây, quan tâm và hỗ trợ người dân về cả vật chất lẫn tinh thần. Đó là cách làm mà Đà Nẵng lựa chọn để không ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người cùng nhau chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.